Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay bên Nghiệp dẫn quay qua đây coi, Nghiệp bên nước Nghiệp đó dẫn cho Mơ đi mua nồi niêu son chảo gì nha. Lấy nồi ở đâu? Chỗ con ưa mua dao có con mua nồi. Chợ Long Hưng ba tặng con dao đi ba. Thôi, không hả? Không, mua nồi chảo gì thôi. Nó đây không. Mua nồi thôi. Rồi hôm nay chị Mơ đi mua nồi. Mở vô bà Tấn uống nước chơi nha. Ừ. Nha. Quay luôn chỗ con uống cà phê hoài đằng ba kiếm. Nồi nồi bán sao cô? Chỗ ba kiếm. Nhỏ nhỏ thôi. Vô lửa đi Mơ. Ba cái thôi. Ba cái. Đây gọn gọn qua đây nè. Đưa tôn thờ ông lên mà. Đây nè. Nồi nồi lớn có nhóc rồi. Lấy nồi nhỏ thấy không? Dạ. Nồi nào nó chỉ cho Mơ coi. Cái nồi nhỏ nhỏ tờ nồi đầu mũi á. Ừ đây nè. Này đó hả? Dạ. Để mấy ông chơi sống ngồi về bỏ con. Lai bông mẹ, lai bông mà là xà bông này tiếng gì đây mẹ con như bịch đây. Ừ. Lấy hết đi. Rồi cái gì đó. Rồi lấy nào nhỏ. Mấy cái. Mấy hai bịch này. Cái vậy thôi. Cái gì vậy? 800 ngàn cái. Ừ. Rồi. Mà ô chi tăng đâu chợ? Hai cái phải không? Tăng hết lại. Cái nhỏ, cái lớn, cái lừa lừa. Để ông ba cho mình. Cái gì thôi. Rồi. 15, 100 với 1. Lấy cái này thôi. Ừ. Đó, ừ. Đưa cái kia đấy. Hả? Ừ. Ừ. Đó nè. Ba cái bịch xà bông luôn. Ừ, rồi mua xà bông luôn. Mẹ với con. Xà bông giặt đồ hay gì? Ừ, xà bông này nè, không không mẹ với con nè. Con này hả? Dạ, ừ. Bao nhiêu? Mấy giây? Ba giây. Này bao nhiêu bịch ta? Ba giây. Ba giây 30 ngàn. Ờ. Có chảo không? Có. Đó, ông mua cho dạ, không con không có biết gì. Nhà chén bát đũa dĩa con không biết chứ. Ừ, lấy 50 đũa đi. Đó đi à. Mua cho mày đang đạm tiền nấu. Mua cái này là người ta tặng ăn tăng gia nha. Dạ. Nó ổng biết à, ổng trai biết mà biết. Ơi, bà lấy cho con lon nước đá đi. Lon lon đựng nước đá đúng rồi, để dạ. Có lạnh đó ha. 15 lon. Ủa là đựng nước đá mày. Đựng hết. Mua 5 lon thôi, 6 lon được rồi. 6 lon thôi. Đâu để mua nhiều mà. Ít thôi, nhiều quá đâu. 9 lon đi bà ơi. Không có đựng nước. Không có để hết trong tủ lạnh. Có cái lon kìa. Ừ. Một đâu đó mấy lon à? 5 lon thôi. Ngày mai mua thêm. Ừ. 5 lon thôi. Của nó chơi đó không? Đó, chơi đi, nó thấy không? Con đợi mua lon đặng có uống đó. Ừ. Tôi nói cạo tóc đi rồi cái là hiền hậu. Có quen không? Quen không? Không, chồng bà chết không. Có quen không? Không. Không quen mà đều cổ tới cổ xin đồ ở chợ người ta cho hoài. À, tốt rồi. Cũng như mà mới 4 mà. 5 đi. 5 năm đó. Cái bình đó nhiêu à? Về chăm trà nghèo không có tiền mua bình. Ừ để anh Nghiệp anh lo bữa. Lấy luôn cái đó đi. Ừ. Hai cái đi. Ta lừa hết. Bữa nay là có anh Nghiệp lo hết rồi ha. Anh Nghiệp lo mà. Bởi vậy. Cái lần là nó lừa à. Ngày không có tiền nó mua bình nó quất cái bình. Bình ăn khách là chăm nước người ta uống. Ừ. Lấy cà mũ nó chăm còn mà mèo người ta không uống. Không có tiền mua ly cái nó mua bộ ly. Có ly không? Có chén, có chén. Chén hả? Ừ. Ông mua cho mẹ. Ờ lấy chén inox đi không bể. Rồi Mơ đọc bể cho nè. Ừ. Ừ ông mua cho mày coi coi. Chén inox luôn. Để coi. Có biết đâu. Nhiều chục inox. Nhà ông thăm đùa chén ăn. 150 chục hả? Mua thí đại cho mày dám. Lấy 30 đũa. 20 chén thôi. Ủa. 20 chén 20 đũa thôi. Ừ. 20 chén rồi đủ rồi đó. Thì một chục này là một chục nè. Ừ. Mày muốn mua gì mua mà. À cho cái đồ pha cà phê bự đi. Ờ đâu có uống cà phê đâu phá. Đi ra tiệm uống rồi khỏi dạ. Pha. Ngày mai mua ha. Ừ. Ừ, nó muốn pha đó. Đó. Rồi đó, bỏ cái này rồi đi. Bỏ này phải không? Ừ. Đúng rồi, 20 đũa, 20 chén vừa rồi. Có ly ở nhà. Đũa đâu đũa? Ừ. Ở nhà có ly nhiều. Có chưa giá sạn chưa? Có ly không? Có ly. Quay giúp đỡ người nghèo. Lấy lưu ly nữa phải không? À, có ly nhựa không? Có. Để mà hỏi ba đó. Ở nhà con không biết quen không? Quen không? Ai à? Quen không? Hỏi ai à? Anh nào đây? Hả? Dạ em nè. Anh là ai à? Hỏi em hả? Dám hỏi em. Hỏi ai là người nghèo là hỏi. Tôi người nghèo nè. Hỏi tôi rồi chứ. Hỏi biết không? Cho tôi em ơi. Em không biết thiệt. Không biết anh rồi không biết. Tôi nghèo rồi. Hỏi nghèo chi nữa? Chi dễ hay gì mà quýt nữa hỏi. Ừ, chuyện gì? Phải người ta giúp đỡ. Thì em nghèo nè. Ừ, đó, em đây nè. Anh này anh giúp cho. Để cho chịu hai chịu chưa? Bà phải nói là nhà em nè. Tôi là người nghèo nè. Ừ, thì mình nói khẳng định chứ sao? Ai nó bệnh tâm thần hiểu không? Nó có giấy. 30 ngàn chục. Lấy chồng đi.
cho nó vậy vậy thôi, có tiền thôi cho bạn chịu. Nhậu hay gì? Nhậu hả? Cũng nhậu. Không có anh nhậu hay gì? Nhậu hay gì? Nhậu rồi. Bạn vui vẻ cho tiền cho bạn, bệnh tâm thần hứa nào mà anh giận. Bầu rồi đưa nó tù sáng chữ bà. Bà biết bệnh tâm thần rồi sao mà bệnh tâm thần. Chứ không bệnh mà ai mà nói chuyện vậy đó, mình nghèo mình nói ừ anh ơi rồi em nghèo rồi nghèo mà nó tôi nghèo nè. Ở trên thành phố xuống. Ông ở đâu ông lên đây. Ở đây đi mua đồ đi ông bà ơi. Gây sư người ta không chị. Ở đó mấy đời này ông này cũng coi thấy gỗ á. Kiếm chuyện không à, kiếm ăn. Lấy cái chỗ cho bà. Kiếm chuyện không à. Bà coi thấy gỗ á. Ca ghi ta đâu chị. Ông đây bữa nay ông kia là tôi quản lý mà ông đó. Có nghiệp cũng có nó tán bật tay. Dạ. Thôi thôi không hớt vô. Thôi ông la rồi. Đâu thôi. Thôi đi. Ở nhà có cái phích nước đá chưa? Chưa. Để mở cái phích nước đá đi. Dạ. Em bị bệnh lắm thầy. Hỏi đi. Ủng hộ. Ông dựng cho 2-3 triệu. Cái phích nhỏ nhỏ rồi ông để nó là bệnh tâm thần đá nè. Bình thường. Để vừa cũng đá vô để uống thôi. Nó nắng quá lên cho ông sáng chữ cái bàn. Bộ nó bệnh tâm thần. Trời ơi. Thôi để mua đồ đi bà ơi. Ăn mua đồ ăn Tân Giang nha. Dạ, chị Tân Giang nha. Ừ. Cảm ơn chị Long Nữ lớp du đi. Dạ, cảm ơn chị Long Nữ cái lớp du. Lớp du, ừ, lớp du. Dạ bên Mỹ giúp đỡ cho em bữa nay vài triệu chị. Dạ giúp tiền mua nè. Dạ ba không chịu. Không cho tiền người ta cho đồ thôi. Bữa nay cho thì tội nghiệp nó mất tiền. Đó nó ngon các bạn. Đó, có phích đá của cô nữa kìa. Cô em ra kìa. Trời. Đầy đủ hết rồi. Chắc là kiểm bỏ nó đâu ăn ở nó cùng à. Rồi vinh xuống đây. Rồi xuống đi. Xuống đây đếm rồi đủ không? Ừ. Để mấy bạn có tiền đâu đó mà đợi. Sinh nhật, sinh bọng gì tùm lum. Ca ca có hay gì á? Ca của cô sư cô cho hết rồi. Ừ. Gần đến đợi chứ mới mình mua kìa, mình cho đấy. Nó không có tiền ghét nó không làm. Bà bán bà có tiền. Tới sau coi ghét bà coi. Để bạn đi để đâu? Mấy hai bà thồng nó có hên có tiền đó. Thêm 2 giây nữa nghe. Ừ, bà thồng bấm cho có tiền. Để nó cùng cùng. Bà bầu hại nó, biết đứa hại nó không có đồng bạc hết, tiền nó ngựa. Đủ tiền ăn rồi, cho thiếu tiền thì sao? Thiếu tiền mơ có tiền bù không? Em hết tiền rồi, ở trong bỏ nữa rồi. Hồi vô bà Tắng quay cho em chỗ cà phê luôn nha. Ừ. Hồi lỡ bộ rồi. Dạ, chị mơ có móc đồ lên đồ đủ hết. Có đầy đủ rồi anh. Dạ, đừng có mua tốn tiền. Má em nói mơ mốt sinh nhật nè, không biết sinh nhật ai, sinh nhật em. Sinh nhật con My. Đã nhà hàng, con đi cô cho chai dầu nữa nè. Ừ. Thẩm tôi qua đây uống thuốc. Đó, anh Nghiệp chấm chừng về đây ở luôn anh Nghiệp. Ừ. Kêu ông về đây ở chứ mà. 20 ly luôn hả? 20 ly đi, để mốt sinh nhật gì có tiệc, không gì uống. Ừ. Về uống cái đó là xong rồi rửa úp lên nha. Rồi tặng giùm cái áo web được không? Không. Web nè. Người chơi vậy? Bạn mát, chỉ năng nỉ không mà. Áo quét rồi mà. Nó nên là mua cái áo nè. Áo quét làm gì? Không đâu làm gì cũng không. Mua bong bóng cho con. Ừ. Không đẹp trai quá. Chịu. Chịu gì ta nhìn vào mặt ông tao ghét. Chịu không làm mai cho. Thôi quỷ ma ta giọng nó đi luôn. Ngẫu nói chuyện thiên thần nó quấy mới mình. Nó điên quá đó. Nó gửi cò mà chơi. Bác hả? Ý ghê không? Lên xà lộ nó quýt chứ mày á. Phải. Ê anh Nghiệp, bà nhìn tôi hoài. Ờ, phải rồi đó. Cô ông Nghiệp đó, bà nhìn tôi hoài á. Lên thành bốt, ông ơi nhìn hoài chắc ta đập tẩy mặt á. Ờ, tao không dám nhìn. Được không ba? Được không? Được không? Sao mà nói đi, tôi vẫn cho. Bà hoặc bất cờ bà muốn sao lên. Ai muốn sao quê, ai dám đụng không? Ai mà dám đụng ông mà muốn sao? Trời ơi, muốn gì là muốn gì? Tôi thấy ông ngộ kỳ hơn đàn ông người ta. Buổi chiều đó. À, muốn cái gì ha? Thì ghê không? Rượu mẹ trai gái không ghê không ông bà? Bà muốn cái gì? Thì muốn ông đó. Trời ơi, muốn ông nữa. Trời ơi, trời muốn ông nữa kìa anh em. Đẹp trai thiệt ha? Đẹp trai không? Đẹp lắm. Khóa vô giờ hoài kìa. Khen đẹp trai hay gì rồi? Là kết. Đẹp ha? Kết. Mà chơi quá tí nữa. Rồi tính tiền đi cô ơi. Tính tiền chị. Tính tiền chị. Tính tiền không? Tính tiền. Tính tiền. Sao nó có hỏi tính? Hỏi tính tiền sao đem về được? Ừ. Tính tiền mới được chứ mà. Chị Lan.
Hằng Mai chị anh này được không? Lan khổ, Lan sầu, Lan quệ, Lan vớt ảnh một bó hoa coi. Lan em ơi, hát bà Lan giờ đẹp đi. Lan, Lan ơi, anh Nghiệp lặn lội từ Sài Gòn xuống đây bỏ đành sao Lan? Trời hút gì hút, đã tôi nhường cho bà. Trời đất. Lan đẹp không? Đẹp. Lính của em đó. Lính, lính luôn hả? Kìa, tới nữa kìa, bưởi tới nữa kìa. Bưởi hả? Bưởi rồi hả? Đây nè, đây nè, trai nhóc nè cưng. Ở đâu cũng bạn chưa hả? Không mà chỉ thằng nào đâu, bộ tao chồng đâu mà chỉ thằng tao không biết thằng nào. Thấy không, mơ lựa gái đẹp không? Ghê không, vợ không bằng không, nó ở chợ đó, ok. Không nhận mơ lựa gái đẹp không bằng. Sao? Lựa quái gái đẹp, trai đẹp. Đủ ra. À, như anh Tiết lùng tè mà nhìn ngó tôi khùng. Thôi gãy rồi làm gì nó chi dễ tiếng quá trời. Mai mốt có đụng chuyện khổ mới biết anh Tiên. Hết hàm luôn. Hết hàm luôn hả? Mẹ đúng bằng quang này được đâu? Mẹ đúng là bằng quang này được đâu? Ông Hiền vậy thôi nha. Không chừng ông Tiến tới mời tội nghiệp. Nhón, nhón hả? Ừ. Nhón lên nhón, nhón. Chị chứ trong trong băng thương ổng nhiều chứ. Hả? Ở trên thành phố hả? Trên thành phố. Tôi ở đâu, tôi ở đâu, ở chi vậy trời? Tôi nghèo, bây giờ tôi xin tiền, anh cho tiền không? Ông cho thì thôi, chứ nổi tôi làm gì? Tôi nghèo là có ai xin tiền cho tôi cho? Tao nói theo tôi coi. Tôi nghèo nè. Ừ, mấy ông này có cho tiền không không? Cho hai đứa cho thì quậy đó, ngược đi. Đập đồ, đập thạc gì đó. Dạ, tính tiền cho mơ. Dạ. Rồi trả tiền nha. Có tiền đâu trả. Cho ông mơ 3 triệu đó. Tiền đâu mà trả. Rồi à, đi chợ ăn chợ ít 100 ngàn đó. Không, người ta trả tiền hồi về tính. Ê, hồi cho tiếp nha, đồng nghiệp nữa. Chơi cho anh chứ trời ơi, đúng thiệt đó anh Nghiệp. Hồi cho 10 ngàn. Tiền bạc đâu có đáng. Đó, có cho 10 ngàn, mua tờ vé số trúng 2 tỷ. Nó chơi quen anh rồi, anh đi về Sài Gòn buồn nhá. Chúng ta phải yêu ăn ở gì, quen ha. Chị ơi, dạ. Bây giờ cho 10 ngàn mua tờ vé số trúng 2 tỷ. Thôi. Cái sổ sách cây viết đâu rồi. Hồi qua vô bà Tắng uống nước luôn. Để bà Tắng hỏi ai ai ai. Ba chồng chết. Đây nè, vô đây nè, cái mua đồ đấy, đây, uống nước cho. Mà vô bà Tắng mà ngon. Chồng em bỏ rồi, con chiều nay về. Sao không ơ? Vui không có đồ mà nêu xuân chợ. Không có vui, có chồng mới ăn ở vui. Không có chồng bỏ rồi. Thích. Buồn hả ba? Đi chồng bỏ rồi. Ai? Chồng bỏ rồi, đi. Chồng cuốn đi. Âu rồi. Tí, con đẹp trai á, chồng cuốn đi. Tí. Quỷ. Tí. Hỏi anh tên gì? Hỏi tên gì? Hỏi anh tên gì? Ai được nghe cười gọi luôn trời. Đã cùng chung số phận phải không? Bấm mạng cho em có tiền nha. Ai? Ok. Ủa giờ cho em bao luôn nè. Không thấy mà đang. Đâu 3 triệu vô. Kêu kêu hỏi anh tên gì? Anh tên gì kìa? Anh tên gì? Không cho. Anh cho tôi 3 triệu hay tôi cho bà 3 triệu? À biết à. Anh biết anh cho em là sao tùy anh. Hỏi anh tên gì? Hỏi anh tên gì? Ừ. Mới về chợ nhớ chào hỏi. Ừ. Dạ cho em bao luôn. Cái nồi 85. Hôm nay ừ. Con mơ đứt lánh tai nghe đó. Cha mẹ con nói gì? Con mơ khùng đến nghiệp coi ha. Đến nghiệp coi nào mới gã cứ. Tao nói tao cùng mà cãi ha. Bà tao nghe đó. Cái này là ở chợ Long Hưng B hả con? Ừ. Trời ơi trời. Chợ Long Hưng B. Long A nữa. Long A đâu? Túc ngoài nữa. Túc ngoài nữa hả? Chợ ngay chỗ cầu ngã cũ á. Trời cũ à, Hòa Long. Hòa Long hả? Kìa. Có ông không ông không với Huy đó giận không đi mà mơ biết ở chỗ nào quen, nào biết chưa luôn không quen nha hoàng cũng xin hả ở dưới đây có ấy nè rồi chào khán giả ơi ừ ờ ở dưới đây cái này nè đi hoàng cũng xin kết thúc video tại đây chào quý cô chú anh chị đi hẹn gặp lại